Sau khi các địa phương, trong đó có Hà Nội, nhiều lần kiến nghị đưa gầm cầu Cạn làm nơi trông giữ phương tiện nhằm giảm bớt áp lực mặt bằng giao thông tĩnh tại đô thị lớn hiện nay, thì trong dự thảo luật đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa nội dung này vào. Tuy nhiên, một lần nữa, đề xuất này lại vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó thì có nhiều ý kiến lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì đây có phải là giải pháp lâu dài cho mặt bằng giao thông tĩnh đang thiếu trầm trọng ở các đô thị lớn của nước ta hiện nay hay không? Sau đây là một số ghi nhận. 8 triệu phương tiện, 90% dừng đỗ tạm bợ, quỹ đất cho giao thông tĩnh chỉ đáp ứng được 10%. Đó là thực tế đã diễn ra nhiều năm qua ở Hà Nội, với những bản quy hoạch về viễn cảnh các bãi xe trong mơ mà mãi chỉ nằm trên giấy. Còn số lượng phương tiện thì gia tăng theo từng ngày, là lý do vì sao mà nhiều lần Hà Nội kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng gầm cầu Cạn làm bãi trông giữ xe. Đây được coi là giải pháp trong tình cảnh hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề băn khoăn được đặt ra, đặc biệt là về an toàn cháy nổ, khi có rất nhiều nguy cơ cháy có thể xảy ra tại các bãi xe này. Thì đây cũng là một cái khó trong cái việc mà thực hiện đáp ứng được cái yêu cầu về phòng cháy cháy, như đi các cái đường dây dẫn điện để chiếu sáng đối với là các cái mái tạm này, thế rồi đáp ứng về cái việc lắp đặt các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy đối với khu vực này, và khu vực này thì là khu vực thậm chí còn ở ngoài trời. Chính vì vậy là đối với mùa nắng nóng thì nó sẽ xe để ở ngoài trời, nó sẽ làm ra nhiệt, và đây cũng là cái tác nhân gây lên cái cháy nổ đối với lại khu vực bãi đỗ xe, đặc biệt là trong cái khu vực mùa nắng nóng. Nếu xảy ra cháy nổ, khó có thể đong đếm được thiệt hại nặng nề đem lại. Bên cạnh đó, đa phần các cầu cạn hiện nay đều nằm ở các trục giao thông chính, nút giao lớn, lưu lượng phương tiện rất đông ra vào những bãi xe như thế này, mang đến nhiều nguy cơ va chạm, đặc biệt tạo ra những nút thắt tăng tốc và giảm tốc của dòng phương tiện. Đây là nguy cơ mất an toàn giao thông mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo nếu hình thành các bãi xe. Có mấy cái điểm rất là nguy hiểm, là cái chỗ ra vào của cái địa điểm đỗ xe thì nó lại đúng ở cái nút giao thông. Nó va chạm với cái dòng đi, mà đặc biệt là lúc đi làm việc cũng như là tan tầm. Thì người di chuyển trên đường cũng như là người đỗ xe thì nó sẽ dễ xung đột. Thì nó cũng gây ra cái lộn xộn, ách tắc giao thông. Bởi mỗi cái lúc mà như vậy thì là phải để đường cho xe lên này, xe xuống này, lao ra giữa đường ngay lập tức, và nó sẽ cản trở các phương tiện giao thông khác. Theo các chuyên gia, trước áp lực từ bài toán giao thông tĩnh đang ngày càng khó tìm ra lời giải, thì việc cho phép sử dụng các gầm cầu này chỉ có thể coi là giải pháp ngắn hạn, chứ không thể đưa vào luật và cho phép lâu dài. Tôi nghĩ đây là một cái giải pháp tình thế, bởi vì là hiện nay thì nó đang xảy ra hiện tượng là chúng ta xe, chúng ta có nhiều mà cái điểm đỗ chúng ta ít. Thì tôi nghĩ rằng là cái này mà chúng ta đưa vào luật thì nó sẽ khó, vì là cái này nó là giải pháp tình thế này, chúng ta chỉ nên đưa vào các cái thông tư, nghị định, hướng dẫn. Tại vì sau này khi chúng ta các cái cơ sở hạ tầng chúng ta tốt lên, các trung tâm thành phố chúng ta có các cái bãi đỗ xe ngầm hoặc là các cái bãi đỗ xe trên cao chúng ta xây đủ rồi, thì cái này chúng ta không nên để. Như dự thảo luật đường bộ, để đáp ứng yêu cầu làm nơi đỗ xe, điểm cao nhất của xe đặt dưới gầm cầu phải cách điểm thấp nhất của dầm cầu không nhỏ hơn 1,5 mét. Phạm vi trông giữ phải cách mố, trụ cầu, một khoảng đủ để thực hiện phí bảo trì công trình, nhưng không nhỏ hơn 1,5 mét, đồng thời phải được rào chắn, trừ các vị trí cho xe ra vào. Bên cạnh đó, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về biện pháp phòng cháy chữa cháy, đảm bảo quy định bảo vệ môi trường.